Kính chào quý vị, bây giờ là chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 5, mời quý vị theo dõi những nội dung chính sau đây. Long An vẫn đang là địa bàn phức tạp về tình trạng buôn lậu thuốc lá. Nhận định của Ban chỉ đạo 389 quốc gia tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực địa xử lý sạt lở bờ sông Tiền trên địa phận tỉnh Đồng Tháp. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tăng cường an ninh mạng mới trong bối cảnh nhiều tài liệu chạy thông tin nhạy cảm bị đánh cắp trong thời gian gần đây. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay tại Cần Đước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đây về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2017 của huyện. Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến nay, huyện Cần Đước đã hoàn thành quy hoạch vùng rau ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 ở 4 xã. Đối với chương trình khai thác nguồn nước phục vụ sinh hoạt 4 xã vùng hạ, đã hoàn thành thi công tuyến ống từ nhà máy đến quốc lộ 50, đấu nối với mạng lưới cấp nước công ty công trình đô thị Cần Đước, cung cấp nước cho 120 hộ dân ấp Tây và Hữu Lộc, xã Long Hữu Tây. Công trình trọng điểm đường tỉnh 830 đã chi trả bồi thường hỗ trợ cho 968 hộ với số tiền là 119,6 tỷ đồng và chi trả tái định cư cho 42 hộ với số tiền là trên 8,4 tỷ đồng. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huyện tập trung thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến nay huyện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2017 tiếp tục có thêm một xã nữa được công nhận. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần đề nghị huyện Cần Đước tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành tỉnh, tạo sự gắn kết giữa các ngành và nông dân, tổ chức lại sản xuất, thực hiện có hiệu quả chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là cây rau, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng tôm giống. Trong quá trình tiếp nhận các dự án đầu tư, huyện cần thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch sử dụng đất. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, cần tăng cường nâng chất huyện văn hóa, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân cũng như đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng Long An vẫn đang là địa bàn rất nóng và phức tạp về tình trạng buôn lậu thuốc lá. Đó là nhận định của Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Đàm Thanh Thế, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An sáng nay về kết quả thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Điên tiếp và làm việc với đoàn công tác. Trên 3,4 triệu bao thuốc lá ngoại cùng hơn 720 tấn đường cát được lực lượng công an biên phòng quản lý thị trường tạm giữ và tịch thu từ năm 2016 đến nay là con số không nhỏ, cho thấy nỗ lực rất lớn của tỉnh Long An trong công tác phòng chống buôn lậu. Tuy nhiên, theo Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thì vấn đề đặt ra là có bao nhiêu thuốc lá và đường cát đã nhập lậu trót lọt vào nội địa, tại sao vẫn có đầu nậu lọt lưới. Để khắc phục hạn chế trên, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế cho rằng, Long An cần phải triển khai ngay hai giải pháp trọng tâm là tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tổ chức các biện pháp đấu tranh quyết liệt toàn diện với quyết tâm chính trị cao nhất ngăn chặn buôn lậu ngay từ biên giới. Trước vấn đề mà Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đặt ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Điên cho rằng, so với trước đây, công tác phòng chống buôn lậu của tỉnh đã có chuyển biến rõ nét, tuy nhiên trên thực tế vẫn chưa đạt yêu cầu. Theo đó, thời gian tới, tỉnh sẽ xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức hoạt động chưa tốt và sẽ có giải pháp xử lý, đảm bảo lực lượng đủ mạnh để công tác chống buôn lậu mang lại hiệu quả cao hơn. Tiếp tục hoạt động giám sát đối với một số sở ngành trên địa bàn tỉnh. Vào sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Minh Lâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2014-2016 bằng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý phân bổ và vốn trái phiếu chính phủ trên địa bàn tỉnh. Báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết, giai đoạn 2014-2016, tổng kinh phí vốn đầu tư công là trên 1.370 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân gần 1.230 tỷ đồng. Số dự án đã hoàn thành đúng tiến độ là 43 dự án. Tuy nhiên, đối với một số dự án lớn, tiến độ triển khai còn chậm do những hạn chế liên quan đến đơn vị tư vấn, hồ sơ thiết kế, dự toán và nguồn vốn bố trí. Đoàn giám sát đã yêu cầu đơn vị làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác chọn đơn vị tư vấn, thi công vì sao một số dự án phải điều chỉnh nhiều lần, thời gian thi công kéo dài, công tác thẩm định giá thiết bị, nhất là công tác kiểm tra, giám sát các hợp đồng thi công.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Minh Lâm đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cần tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ các công trình hoàn thành theo kế hoạch, chủ động kiểm tra, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, đồng thời cần xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế trong giai đoạn vừa qua để có giải pháp khắc phục. Trước đó, vào chiều ngày 11 tháng 5, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2014-2016 bằng nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý, phân bổ và vốn trái phiếu chính phủ trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, tổng số dự án xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 của Sở Giao thông Vận tải là 54 dự án với tổng số vốn trên 2.400 tỷ đồng. Số dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng là 37 dự án. Trên năm 2016 đã khởi công xây dựng một dự án đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư là 1.079 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án được triển khai thi công theo đúng tiến độ đã ký kết. Việc kiểm tra giám sát được thực hiện chặt chẽ thường xuyên, đảm bảo trình tự thủ tục. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác cấp phép xây dựng, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, công tác tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, công tác chọn nhà thầu cùng các vấn đề liên quan đến một số dự án chậm tiến độ. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang đề nghị Sở Giao thông Vận tải cần tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư trong thực hiện các công trình, dự án, tăng cường vai trò giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Vào sáng nay, Sở Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành. Hội nghị đã triển khai các luật được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 2 thông qua, gồm Luật Đấu giá tài sản, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Nghị quyết số 28 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị quyết số 30 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Về Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, nội dung cơ bản của luật quy định cụ thể nguyên tắc đấu giá tài sản và các hành vi bị nghiêm cấm, đấu giá viên, tổ chức đấu giá và trình tự thủ tục đấu giá tài sản. Nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều số 24 Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, Luật Tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, gồm 9 chương 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Đối với luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, luật đã bổ sung điểm G về kinh doanh pháo nổ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại khoản 1 điều 6 của luật đầu tư. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Riêng đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới được bổ sung là kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô thì có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Việc triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành giúp đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương kịp thời nắm bắt, cập nhật quy định mới, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, triển khai sâu rộng bằng hình thức phù hợp, hiệu quả các luật thuộc phạm vi quản lý của ngành. Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn ngành giáo dục Long An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, qua 40 năm xây dựng và trưởng thành. Đến nay, Công đoàn ngành giáo dục Long An có trên 21.000 công đoàn viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng, đào tạo đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, điển hình như mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, tấm gương sáng thi đua khai tốt, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng ba và nhiều cờ thi đua bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, một tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn. Dịp này, Công đoàn ngành đã trao 6 máy ấm công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
quý vị, Đức Hòa là một trong hai huyện được chọn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dựng đến đây đã gần 2 năm triển khai thì việc nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao tại huyện này chỉ mới xác định được dùng để thực hiện đề án. Vậy nguyên nhân là do đâu? Nội dung sẽ được phản ánh qua phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Phạm Thành Công là hộ chăn nuôi bò thịt ở xã Hòa Khánh Tây. Đây là một trong 15 xã thị trấn được chọn thực hiện đề án, nhưng ông chỉ mới biết đến chủ trương này từ hơn một tháng nay. Đúng là sau này mới nghe, nghe mà nghe sau này, chứ không phải là nghe từ đầu. Từ đầu mình chỉ mình nuôi thôi. Gần đây nhất là nay một tháng mấy mới nghe đây thôi. Hiện đàn bò nhà ông lúc nào cũng có khoảng 100 con, chủ yếu là chăn nuôi tự phát. Trong khi đó, nếu hộ chăn nuôi như ông Công và thành viên tổ hợp tác hay hợp tác xã được chọn là mô hình điểm của đề án sẽ được hỗ trợ về giống, phân bón, phương tiện nâng cấp chuồng trại, xử lý chất thải, giống cỏ, vân vân với chi phí hỗ trợ khoảng 30%, tương đương 200 triệu đồng một mô hình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, huyện này chưa thành lập được tổ hợp tác hay hợp tác xã và mô hình điểm. Đồng nghĩa với việc người chăn nuôi vẫn chưa nhận được bất kỳ hình thức hỗ trợ nào. Cái hỗ trợ cái tiền mà đến 200 triệu lợi thôi, nhưng mà nó tương đương với 30%, 70% mình phải bỏ ra. Nhưng mà tham gia dưới là cái sức của mình, quan tâm nhất là con giống, được cái thị trường ổn định hay không. Đó, đặc biệt là cái con giống. Đức Hòa là địa phương dẫn đầu đàn bò của tỉnh với trên 72.000 con, trong tổng đàn trên 94.000 con của toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ trên 76%, chủ yếu là giống bò Lai Xin. Đây vừa là lợi thế cũng vừa là thách thức khi địa phương cải thiện chất lượng đàn bò thịt theo hướng chất lượng cao. Lai các giống Ramen và Red Angus. Chỉ tính trong năm 2017, huyện Đức Hòa sẽ xây dựng mô hình nuôi bò thịt là 500 con, gieo tinh khoảng 500 con, nhưng đến nay mới gieo tinh được 200 con và phải hơn 9 tháng mới có bò con. Như vậy, từ nay đến cuối năm, địa phương này khó có thể hoàn thành đúng tiến độ như kế hoạch đề ra. Dân vẫn chưa nắm hết được cái quan điểm chủ trương của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về cái nội dung này. Thì có lẽ là đây là một cái khâu mà nó làm một cái ách tắc rất là lớn để triển khai cái nghị quyết đi vào cuộc sống. Thì cái lỗi này một phần lớn là trách nhiệm của ngành chúng tôi cũng phải tăng cường hơn nữa cái công tác tuyên truyền. Cái thứ hai là bây giờ cái thói quen tập quán của người dân mình là không thích liên kết để thành lập một cái tổ hợp tác hay là hợp tác xã. Thì cái này mình cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để tuyên truyền vận động cho người dân biết là bây giờ sản xuất phải là thành hàng hóa lớn. Có thể là đến cuối năm 2017 mình sẽ chưa thấy được hình hài được 1.300 con bò thịt này, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có được một cái cơ bản là mình sẽ định hình được là mình sẽ có được bao nhiêu con sang năm. Có thể là cuối 2017 chưa có, mà có thể đầu 2018 mình đã có được hình hài đó rồi. Theo dự kiến, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 5.000 con bò thịt ứng dụng công nghệ cao tại 22 xã thị trấn của hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Để đạt được lộ trình đề ra và đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh công tác tuyên truyền, không chỉ ngành nông nghiệp mà các địa phương liên quan cần rất nhiều giải pháp tích cực hơn, kể cả việc tìm thị trường đầu ra. Xin được chuyển sang nội dung phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 5, tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị xúc tiến tại Singapore kêu gọi đầu tư vào 63 dự án ưu tiên thuộc các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nông nghiệp và chế biến thức ăn, thương mại dịch vụ và công nghiệp du lịch, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải năng lượng. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bình Phước là cửa ngõ kết nối với Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia. Đặc biệt trong khi mặt bằng giá thuê đất tại các khu công nghiệp ở những địa phương lân cận như Bình Dương hay thành phố Hồ Chí Minh khá cao, từ 100 đến 150 đô la Mỹ một mét vuông cho thời hạn 50 năm, thì tại Bình Phước giá cho thuê đất chỉ dao động trong khoảng từ 20 đến 30 đô la Mỹ một mét vuông 50 năm. Mặt khác, tỉnh Bình Phước cũng có cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện, hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ khá phát triển, cùng với chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn là điều kiện để thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Cái thế mạnh của Bình Phước chúng tôi thì chúng tôi là một tỉnh nông nghiệp. Ngoài cái gìn giữ môi trường thì chúng tôi có cái khả năng, chúng tôi có những cái tiềm lực. Một là đất đai chúng tôi rất rộng. Hai là chúng tôi đang trải thảm đầu tư trên kinh nghiệm của các tỉnh phát triển, trong đó có Bình Dương. Cái thứ ba là chúng tôi có một cái nguồn lực
thiên nhiên đó là cao su. Chúng tôi có nguồn lực thiên nhiên mà rất là thế giới rất là thích, đó là điều và hồ tiêu. Như vậy thì các lĩnh vực mà chúng tôi mong muốn Singapore vào thì trước hết là các cái mặt hàng tiêu thụ như cao su, tiêu, điều. Đồng thời là chúng tôi cũng rất mong muốn là Singapore sẽ đầu tư vào một số cái công nghiệp mà kỹ thuật cao. Tính đến cuối năm 2016, Bình Phước đã thu hút được 157 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng số vốn lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn thì nhà đầu tư Singapore mới hiện diện ở 3 dự án với quy mô vốn còn thấp 8,1 triệu đô la Mỹ. Do đó, tỉnh Bình Phước mong muốn kêu gọi các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch và chế biến thức ăn gia súc. Trong khi đó, Singapore mỗi năm có nhu cầu nhập khẩu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cao su và gần 80 triệu đô la Mỹ hạt điều. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên có thể xúc tiến nhằm tiến tới hợp tác kinh doanh. Chúng tôi tin rằng Bình Phước với rất nhiều nguồn lực hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, nếu được truyền thông mạnh mẽ cùng một kế hoạch tiếp thị bài bản, sẽ giúp nhà đầu tư ngày càng hiểu rõ các tiềm năng cũng như thuận lợi hơn khi làm ăn kinh doanh tại tỉnh. Và chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên về cao su, trong khi tỉnh Bình Phước là địa phương có diện tích trồng cây cao su khá lớn, và đó chính là lý do mà chúng tôi đặt nhà máy tại đây. Hiện công ty chúng tôi đang có kế hoạch tìm kiếm một địa điểm thích hợp để có thể mở rộng nhà máy với quy mô gấp 3 lần hiện nay. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và đại diện các cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin về môi trường đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh, cũng như trao đổi cung cấp thêm những thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các doanh nghiệp Singapore muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương. Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay thì tỉnh Thừa Thiên Huế có 219 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 2.871 tỷ đồng. Có 15 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký là hơn 2.146 tỷ đồng. Năm 2017 là năm thứ hai Thừa Thiên Huế thực hiện 5 doanh nghiệp. Tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho phát triển hạ tầng, phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế, nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư. Hiện nay thì tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1 và 2 đạt 98,5%, khu công nghiệp Phong Điền khu B và khu B mở rộng đạt 74%. Tại khu công nghiệp phụ trợ dệt may Phong Điền mới hình thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xem xét hỗ trợ đầu tư hạ tầng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo quy chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đồng thời, có nhiều chính sách như là miễn tiền thuế đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung, được vay tối đa là 70% tổng vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng cùng nhiều ưu đãi khác. Tại tỉnh Đồng Tháp, ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã dẫn đầu đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra thực địa xử lý sạt lở bờ sông Tiền, khu vực xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Trong thời gian qua, tình hình sạt lở bờ sông Tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra rất phức tạp, đặc biệt là hai huyện Thanh Bình và Hồng Ngự. Nguy hiểm nhất là đoạn sông Tiền dọc theo quốc lộ 30, đoạn từ dàm kênh Nguyễn Văn Tiếp đến kè Bình Thành, huyện Thanh Bình, dài 2.300 m, có 227 hộ dân với 851 nhân khẩu, có một hố xoáy tâm cách bờ 80 m, cao trình 35 m đến 36 m. Tại buổi làm việc với đoàn khảo sát, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn 244 tỷ đồng xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Tiền tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Đoàn liên ngành kiểm tra công tác sạt lở của Trung ương ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp, lưu ý tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường công tác quan trắc, dự báo tình hình và cảnh báo cho hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ và giám sát chất lượng các công trình xử lý, phòng chống sạt lở, hạn chế bố trí các công trình hạ tầng, khu dân cư ở ven các bờ sông để tránh ảnh hưởng sạt lở đang diễn biến phức tạp.